Tiến độ giai đoạn 2 cao tốc Bắc Nam, nguy cơ hụt hơi vì thiếu nhà thầu. Đồng loạt 20 nhà thầu vừa ký vào văn bản kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết bất cập, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Từ cuối tháng 2 năm 2022 đến đây, giá nguyên vật liệu đầu vào gia tăng liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến các gói thầu đang triển khai. Cụ thể, đất đắp tăng 30-50%, cát vàng tăng 15-40%, nhựa đường tăng 35-50%, bê tông nhựa tăng 20-55%, thép tăng 40-50%, xi măng tăng 20-35%. Đặc biệt, dầu diesel tăng 138-163%. Để theo kịp tình hình, nhiều địa phương đều đã có điều chỉnh và công bố chỉ số giá để các chủ đầu tư có căn cứ bù giá. Tuy nhiên, chỉ số giá vẫn không theo kịp thị trường, vẫn thấp hơn so với giá thực tế nên nhà thầu vẫn lỗ. Đơn cử tại Ninh Bình, gói thầu tuyến Mai Sơn, quốc lộ 45, doanh nghiệp Xuân Trường cho biết chỉ số công bố giá thấp hơn nhiều so với thực tế, đang gây khó khăn cho đơn vị triển khai gói thầu. Giá nguyên vật liệu xây dựng trên thị trường so với thời điểm đấu thầu tăng từ 20-40%, nhưng chỉ số công bố giá của tỉnh chỉ tăng 15-20%, gây khó khăn cho nhà thầu, ông Phúc cho biết thêm. Nếu tình hình vẫn tiếp tục như hiện nay, tiến độ cao tốc Bắc Nam có nguy cơ vỡ trận, hệ lụy là việc triển khai giai đoạn 2 2021-2025 của dự án có thể sẽ hụt hơi vì thiếu nhà thầu.